Xin chào các bác nha. Hôm nay bên em lại giới thiệu một cái loại ớt nữa này. Này, cái này ớt sừng trâu nha. Quả to mà dài luôn đấy ạ. Hàng này hàng của Đài Loan. Thế thì một gói này được rất là nhiều hạt nha. 400 đến 500 hạt cơ ạ. Đó, ra nghe. Đó, hàng mới về của bên shop. Thì cái này thì nói thật với các bác là các bác mà muốn lên tỉ lệ nó lên cao thì chúng ta lên ủ nha. Nên ủ và khăn ẩm. Đó, thì nó sẽ nảy mầm tốt hơn. Còn các bác mà gieo thẳng trồng trực tiếp xuống dưới phần đất tí thì thứ nhất là tỷ lệ nảy mầm nó cũng lâu hơn này, và nó cũng không cao bằng khi mà chúng ta ủ. Đó, rồi là các cái con côn trùng nó sẽ tham mất hạt và cắn mất hạt của chúng ta. Thì các bác lên ủ và khăn ẩm nha. Khăn tối màu rồi đậy kín lại. Đó, đây là ớt sừng trâu nha. Ớt này là ớt ngọt các bác ạ. Ớt ngọt nha. Quả to, dài,